Cô chào các em, sau đây cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 19 sách giáo khoa sinh học 10, đề bài như sau. Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào. Ở đây cô sẽ giới thiệu với các em 3 loại đường chính. Thứ nhất là đường đơn, thứ hai là đường đôi và thứ ba là đường đa. Đầu tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu và lấy một số ví dụ về đường đơn. Ví dụ thứ nhất là glucose. Đây là loại đường đơn sẽ cấu tạo nên đường đôi như là saccharose hay là cấu tạo nên đường đa như là tinh bột. Fructose cũng là một loại đường đơn cấu tạo nên đường đôi như là saccharose. Galactose là một loại đường đơn để cấu tạo nên đường đôi như là lactose. Hay ribose chính là loại đường đơn mà cấu tạo nên ribonucleotide là thành phần của ARN. Và deoxyribose chính là loại đường đơn mà cấu tạo nên nucleotide là thành phần của ADN. Ở đây chúng ta thấy các ví dụ cô đưa ra khá là quen thuộc đúng không ạ? Glucose và fructose chính là hai loại đường đơn để cấu thành lên đường đôi saccharose. Chúng ta chỉ cần vận dụng một số kiến thức trong hóa học và sinh học. Thứ hai, chúng ta sẽ lấy một số ví dụ về đường đôi. Ở đây cô lấy ví dụ về maltose, lactose và saccharose. Đây là ba loại đường đôi rất là phổ biến chúng ta sẽ gặp nhiều ở trong quá trình học. Chúng có chức năng chung đó là cung cấp năng lượng và cấu tạo nên đường đa. Cô ví dụ cụ thể hơn nữa về đường saccharose đó là đường ở trong thức ăn cho người này hay là nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm hay nguyên liệu để pha chế thuốc. Còn đường đa thì sao ạ? Đường đa cô cũng sẽ lấy ví dụ ba ví dụ điển hình cho chúng ta dễ nhớ. Thứ nhất đó là tinh bột. Có chức năng đó là dự trữ năng lượng ở thực vật. Thứ hai là glycogen. Đây là một loại đường đa có chức năng đó là dự trữ năng lượng ở động vật. Và thứ ba đó là cellulose là một loại đường đa có chức năng đó là cấu tạo thành tế bào thực vật. Như vậy, cô vừa lấy các ví dụ về ba loại đường chính trong đời sống mà chúng ta thường gặp đó là đường đơn, đường đôi và đường đa. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trang 19 sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.